Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội một tài khoản Facebook cá nhân đang trực tiếp cảnh được cho là hiện trường vụ nổ trên sông với tiêu đề cưa bom nổ ba người thiệt mạng ở gần cảng Vinasin 5 căn. Người quay clip nói rằng trên những cảnh đức còn nhiều mẫu cơ thể người. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã xác nhận sự việc trên tuy nhiên vị lãnh đạo cho biết vẫn chưa thể xác định các nạn nhân đã tử vong hay chưa vì công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Ngày 17 tháng 1, lãnh đạo xã Tân Ân Tây thông tin, công an huyện Ngọc Hiển đang khẩn trương tìm kiếm ba thợ lặn mất tích trên sông cửa lớn. Danh tính các nạn nhân mất tích gồm T, e, 42 tuổi, N, 33 tuổi và H, cùng ngụ huyện Nam Căn, Cà Mau. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân thấy ba nạn nhân trên đi trên một phương tiện thủy đến khu vực sông cửa lớn thuộc xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, lặn tìm phế liệu. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, có tiếng nổ lớn xảy ra khiến cả ba người bị mất tích. Nhiều nhân chứng cho biết, trên các cành cây xung quanh hiện trường phát hiện một phần thi thể, nghi là của một trong những nạn nhân. Bí thư huyện Ngọc Hiển Phạm Trí Hải cho biết, hiện tại chưa xác định được khu vực xảy ra vụ nổ khiến ba thợ lặn mất tích, do nổ trên sông nên lực lượng chức năng phải ra kiểm tra. Ông Nguyễn Hoàng Khương, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển xác nhận có việc ba người mất tích sau tiếng nổ lớn. Tiếng nổ là có Người nhà báo có 3 người đã mất tích sau vụ nổ. Tuy nhiên, vụ nổ không có ai nhìn thấy nên vẫn chưa có thông tin cụ thể về thương vong và nguyên nhân vụ nổ. Công an đang điều tra tại hiện trường. Mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị và các bạn đón xem.